Mặc dù đã được các ngành chức năng tích cực tuyên truyền, phổ biến về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng viễn thông, mạng xã hội, nhưng vẫn còn không ít người dân nhẹ dạ cả tin, mất cảnh giác để các đối tượng lợi dụng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tính từ đầu năm 2021 đến nay, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã xảy ra hơn 60 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng viễn thông, mạng xã hội với tổng số tiền bị chiếm đoạt trên 6,5 tỷ đồng. Hơn một năm trước, khi người phụ nữ này sử dụng mạng xã hội Facebook thì có một người đàn ông nước ngoài kết bạn và nhắn tin làm quen. Sau một thời gian nhắn tin trò chuyện bằng tiếng Việt trên Facebook, người đàn ông này cho biết hiện đang sinh sống tại Mỹ và sẽ chuyển cho chị một gói quà có giá trị lớn thông qua một công ty chuyển hàng quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó, chị nhận được cuộc điện thoại của một người xưng là nhân viên công ty chuyển hàng quốc tế, thông báo là chị có một món quà được gửi từ nước ngoài về Việt Nam. Để hoàn tất thủ tục nhận quà, chị phải chuyển 16 triệu đồng vào tài khoản của chúng. Bước đầu là tôi bỏ vốn là 150.000, sau đó là 300, sau đó 500, rồi tăng lên 3 triệu và 5 triệu. Và số tiền tôi bắt đầu đến 5 triệu là đã được thưởng số tiền lên rất là lớn. Thì tôi phải nạp thêm vào để tôi mới lấy lại được cả gốc và lãi. Thì cứ như vậy, số tiền tôi tham gia vốn gốc bỏ ra trong quá trình từng bậc thang một thì số tiền gốc của tôi đã bị mất là gần 1 tỷ đồng và nay đã mất, hoàn toàn không lấy lại được. Ngoài các thủ đoạn trên, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản còn sử dụng một số phương thức để lừa tiền của bị hại như lập tài khoản giả mạo hoặc là hack thông tin tài khoản Facebook, Zalo của bị hại, sau đó nhắn tin cho người thân, người quen của bị hại nhờ chuyển tiền, vay tiền, nạp thẻ điện thoại để chiếm đoạt tài sản. Bọn chúng thường nhắn tin, gọi điện, thông báo về việc được nhận tiền bảo hiểm trợ cấp thất nghiệp. Sau đó dẫn dụ người dân truy cập vào các đường link nhằm chiếm đoạt cái thông tin về tài khoản ngân hàng. Sau đó chiếm đoạt số tiền trong tài khoản của khách hàng, người dân. Một thủ đoạn khác, đối tượng rủ rê người dân tham gia kiếm tiền online, làm việc bán thời gian bằng cách cài đặt các ứng dụng, tham gia các sàn giao dịch điện tử, sau đó nạp một số tiền nhỏ để được hưởng tiền hoa hồng, tiền thưởng, tiền lương cao hơn thực tế. Thời gian đầu, người dân nạp tiền ít và được hưởng tiền lương, tiền thưởng, tiền hoa hồng theo đúng thỏa thuận. Sau đó, khi người dân nạp nhiều tiền hơn, mở nhiều tài khoản để đầu tư, thì đối tượng tìm cách đánh sập sàn giao dịch, xóa ứng dụng và không cắt liên lạc để chiếm đoạt toàn bộ số tiền đầu tư của người dân. Trước những thủ đoạn này, người dân cần đề cao tinh thần cảnh giác, tự phòng ngừa, tự bảo vệ tài sản của mình trước thủ đoạn ngày càng tinh vi của các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng viễn thông, mạng xã hội.